Anh em trao đổi về kỹ thuật, bây giờ anh em làm trực tiếp. Bây giờ hai anh em làm một cây cây xanh nhỏ. Cháu thích nhất làm liền, cháu lên tên điểm nhấn này thôi. Ủa, phần gốc thế nào đấy? Gốc thế rồi. Như này, xong chưa? Đẹp. Nhưng mà giờ cái dây nó bé to quá rồi kệ rồi. Thôi đi gặp lại nhé. Mình gặp lại để cho nó rồi, quá. Rồi, nhưng mà cái sắc nó có cái bảo sư đây. Cho mày cái này. Có tay cao. Bây giờ này nhá, đúng rồi, cái này cho đây này, xong lấy cái điểm này mình hơi xoáy vào dưới để cho nó dập đấy, điểm đấy, đấy vòng lại đấy, đúng rồi, thôi rồi, thôi, đúng rồi, vào tay đấy. Nên nó ngắn nhưng không phải to dài đâu. Cây to sắt to quá. Đây chỉ ví dụ thôi. Đây chỉ ví dụ thôi. Kiểu thế. Nếu cháo phải không? Thôi để về nhà chạy lấy dây để dây cho nhỏ nhá. Thôi anh. Uốn cả hai luôn đấy nhá, uốn cả hai không, uốn cả hai luôn, uốn đôi không phải như này, từ đừng cắt ra, uốn luôn này luôn như này, đeo cắt một bên đấy bên này đấy, uốn cả hai luôn nhá. Lắc ra. Quên mang cả đèn pin đi. Cháu đừng sống mong một kia. xoay răng bàn xoay mà. Thì cậu không cắt, cái này cậu cắt giật chứ mà. Ui, vết thương không xóa được đâu, quên không xóa được, sẽ xóa đấy. Anh mà đừng có đấy, đi sang xóa đấy. Con nhà Nguyên à? À, con nhà Nguyên à? Thế này không cậu? Uống 100 một tước. Đấy, bây giờ mình uống trả 100 tí đấy. Cái này đục chuột không? Vớt vào khóa ra mà cùng khóa. Gặp lại đây. Để kéo cắt lại. Đấy, uốn nốt cái ngoài kia đi. Đấy. Vào trong này. Uốn cái này đi. Đấy, thiếu gì dây. Đấy, làm nào làm. Làm với tôi sao? Cứ làm nào làm. Tùy mà. Cứ làm đi. Đúng rồi. Không làm đi. Cái để bác ra làm bác ơi. Bác. Cái này không? Đừng đứng vào đây. Cái này không? Không đẹp đâu nhỉ? Cái này không? Cái này á? Cái này đang trả cái gì phải trả lại chứ. Đây này. Ừ, đây Trần Dương mà. Đây nhá. Một cái này mình sang bên này, cái này sang bên này, cái Trần Dương chứ, đúng rồi. Đấy, chứ lại cần ngược Dương kia. Nhưng mà nhìn chưa được thì mình lại kéo. Đây Trần Dương nhá, chứ phải cho cái này nó là cái Trần Dương mà đấy. Đấy. Có thể hơi hạ xuống một chút, mình nhìn này. Cho chập trùng này, nhìn có chập trùng không? Nó không phẳng. Và cái này có thể để đinh, để như thế bé quá không cần đinh. Cái này nó chắc là nó cắt cả dây mà, nó cắt cả gì nhỉ? Nó cắt cả sắt, cả dây được hết. Bây giờ ít ngã không cắt. Uốn bên này, uốn một lần từ dưới lên trên. Cắt bớt dây không? Để dây nó dài quá, cắt bớt. Lấy gì nhau? Mình để dây nào mình lấy cái đấy. Không thế này nhá. Từ từ, để cho bà.
đưa cả bảo các bạn cũng quên đi không? Đây đây đây. Đấy, phải nhìn nhá, đây là mặt tiền này. Đây, ngồi ngồi ngồi, ngồi sao không nhìn? Nhìn sâu cây. Đây là tiền nhá. Thì bây giờ cái này đây này, cái này đây bây giờ cái này mình đưa sang đây để nó đỡ nó bởi chỗ này nó trống vậy, đưa sang này nhá, mình đưa sang này thì nó lại có bị gì nhỉ? Nó che bên này. Che mất cái này. Ừ mà nó xa gần quá, để được sang đây, được chưa? Cái này thì để sang đâu? Cái đấy là cái đấy thì chỉ để là dành sang bên này để nhá hở. Từ từ làm từ dưới lên trên. Thế bây giờ mình để cái này cắt đi. Cắt đi. Ừ, cho cắt đi. Ê, sao tí đừng gần quá. Đấy. Bộ con hai cái. Đừng đá vào dây của có. Bây giờ uốn từ trong ra, uốn cả gấp cả hai cái vào trong ra. Không có máy này. Rồi. Gấp. Ui, sao ngắn thế? Hết rồi. Hết rồi. Dây rồi. Bây giờ cuốn vào như tay cào bảo ấy. Sao lại bị này nhỉ? Chỗ này này. Thì mình quấn đường đống ở đấy mình làm dần chứ. Ở đây. Rồi rồi. Cái này có thể mình quấn cả đôi nhá, từ trong ra ngoài được. Thì quấn từ trong ra ngoài ấy. Nhưng mà tính dây này thường thường khoảng bao nhiêu dài, nó dài khoảng gấp rưỡi hẳn đấy. Thì quấn cả hai cái đôi này ra. Đấy vì thế. Đấy quấn từ trong ra. Quấn từ trong ra. Đây đây cậu bảo. Đây cậu bảo. Mình uốn từ trong ra cũng được, không mình cho đấy được. Uốn cả hai cái được. Đấy. Không bao giờ uốn dây một. Cho dây sang bên đây. Dây nào cũng được, uốn thế nào. Mới sao đừng lấy chồng vào nhau, đừng lấy đẹn vào nhau. Cắt giật đi mà, như thế qua được đấy. Cắt thế nào thì phải quan sát nhìn cái mặt của nó. Đây nhá, đây mặt tiền đúng không? Đây là mặt chính của nó, cuốn cho mặt chính nhá, cuốn cho mặt chính nhá. Thế đây là cái cành nó dài quá. Cuốn mặt chính nhá. Cuốn mặt chính đi. Để lấy hướng à? Ừ, phải lấy cái chính chứ nhá, đây là chỉ là cái cành răng của nó thôi mà. Cái cành... Thôi được rồi, đến thế rồi, bây giờ dài quá. Nhưng mới cắt giật đến nó mới bỏ hết mà. Cắt cái này thì dài quá, phải cắt cái này. Không được rồi, cắt được rồi. Bọn chính thì uống. Rồi, đây bọn chính nhá. Bởi vì đây, này. Đấy, đây là mặt tiền đúng không? Thì bây giờ cái này phải mặt sau, để tạo cành phông đấy. Đấy, uống sang vào này. Cho nó là mặt sau mà. Đấy. Tí chứ sao nó càng lên trên càng càng lại. Đấy, bây giờ mới uống cành này, cho dài quá cành này. Nó là cành con mà, cành dày và cành to ấy. Đâu, vẫn uốn, nhưng mà không kệ đó, thôi kệ là cứ uốn đi. Nhưng có nghĩa là nó là cành nhập công nhỏ mà, bây giờ uốn nhỏ nhỏ thôi. Nó là ngắn thôi. Đấy, như thế. Đấy, thôi được rồi, cả ăn đi. Bây giờ cành, đúng rồi, cắt đi. Bây giờ đấy là cái ngọn cuối, ngọn là bông cuối cùng đấy, à bông thứ tư. Chắc là để cành nào? À, đây đây là ngọn đấy. Đây mới là cành. Đây là cành, đây là ngọn rồi. Ngọn bóng lên. Hấp, cứ từ từ đã. Cứ từ từ kệ đã. Thế nào? Bây giờ làm cành... Cái cành trước đã. Ngọn đi sau. Lấy cành nào là cành chính, đây cành chính đi rồi. Đừng bấm một điểm âm trong. Ở điểm âm. Đây. Đấy. Thì cái này bây giờ thông thường là cái cành này người ta hay cho đây thôi được, làm sao đâu, để lại được. Đấy ấn cành chính đấy, còn cái mảnh cành con thôi, phần chính của nó. Từ từ đã, thấp xuống, bỏ cái này ra. Thông thường cái cành cuối cùng này, cành bốn này thường thường nó hay để cho đẻ này đi xuôi thôi, vì cây này nó lệch bên này thì để bên đấy được. Thế có nhỏ thân đúng không? Rồi.
đây phải xong một cánh này, một cánh đây. Mấy cánh này nó gần ngọn này phải tí đi chứ. Sợ quá. Rồi cái điểm cua nó ngắn càng ngắn càng tốt, bởi vì nó ngọn này mà. Gần ngọn rồi. Đừng cua to quá. Cua bé. Ừ. Thì đây là một cánh, đây là một cánh. Bởi vì sao nó bé tí ngay đây chứ. Càng bé tốt nhá, vì cây này cây mini mà, cây nhỏ. Cái chén. Chứ nó dài quá thì. Thôi được rồi, kệ đó. Còn thôi cánh này chơi bấm rồi. Bấm nó dần ngọn. Bấm đến cuối cùng là ngọn. Ngọn thì biết mà cánh nào nó lên. Cho cánh này xa quá. Được, cho cánh này lên, đâu đấy. Rồi, cánh này chỉ được như thế này. Nó cứ quấn vào xong nó xoay xoay vào cái ngang. Cả. Mình cứ cho hạt gì đó, dưới đây cũng được. Quấn lên đẹp đấy. Quấn thôi chứ. Cũng chẳng cần quấn đâu, nhưng cứ ví dụ thôi. Đây là cái ngọn nhá. Rồi. Đấy là quấn nó lên, từ 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 phải ấn theo hướng cây của cây nó. Ấn được cây. Thôi được rồi, phải hơi vòng ra một tí, ấn lên. Thôi được, cứ để kệ nó, để kệ nó, để người sau nó tự lên vời vào cái giam nó hình đó. Còn ngọn này như cậu làm là cậu làm tin một cây to. Tin như một cây bình thường. Thì người sau có một điểm con quan đây, tức là cũng 4 điểm. Thôi được, cứ ấn tạm này cho nó có đó, thế thôi, nó có ngọn nó đâu. Như ơn quá thì là so. Nếu mà sao cho nó mọc, ví dụ như đây, đây một cành con, đây một cành con, đây một cành con, đấy như thế. Đấy, như thế thôi. Thôi mà viết lên một cành là ngọn thôi được rồi. Đấy, đây ví dụ. Cái này thật ra để cho sang bên này. Nào, có đường gân nữa nhỉ. Nhưng nó vì cái cây này, cái dây thép này nó mềm quá. Có chút gì nhỉ? Có đường gân cả. Đấy, cái dây thép hơi ra lại chứ. Ừ. Lại thế thôi. Vất nhà Vinh nhá. Vâng. Đâu về để đâu? Đó. Ừ. Hay cho tạm đây nhá. Vẫn nút hai cái con ở đây nữa. Để trong nhà. Không để nhà tôi đi tới như tôi không được. Đây cái cậu phải cậu làm cái cây chính là của này này. Đây. Đây cây làm cái kiểu cây cây vừa đầu rồi đây. Đây cây gì ạ? Cây mai thủy sóc. Cái này nó cây nhỉ? Cái này nó ra được không? Ừ sao? Nó phẳng. Nó có cái phẳng phẳng chứ tự dưng lại cảnh hoa gì ạ? Cây nhỉ? Cái chụp kinh không phẳng không được đó à, định bảo cho thau lên nhưng mà đây đây chính là cây đây cây làm kiểu cái gì cả đấy. Thì mai chú thủy đấy, mai chú thủy nguyên bản đấy. Còn cái này là cái gì? Cây kia, cây nghiến. Vinh đâu nhỉ? Cái dưới cái quái này bao nhiêu? Hả? Đây, Vinh ơi. Làm gì đây? Bố đâu rồi? À, vào bếp à? Nấu ăn à? Đây cây này chính là cây để như cây kia đây. Cái gì cả? Cây này có phải cả nhân nữa nha. Nó không có chỗ rồi. Đứa nào nào? Đây cây này nó cây này hơi đẹp. Cái này là cây gì được cậu? Cây mai chú thủy đây, mai. Cây mai chú thủy nguyên bản là chung đây. Đấy. Chứ là cậu làm như cây vừa rồi đấy. Vâng. Chứ đây. Cây đầu tiên nhá. Đấy. Cái nào?
cành đầu tiên đây nhá, nó đằng sau đúng không? Cành thứ hai đằng trước, cành thứ ba đằng sau, cành thứ tư đằng trước, thấy chưa? Chỗ này bị gà đi lại để sân, chỗ này không để sân đấy. Còn cây thứ hai, cành thứ hai đây. Những lúc mà toàn hỏi là có phải âm không, bởi vì trên nó có đâu. Cái này đang có hoa đấy, đang có hoa đấy, thùng lắm ấy đấy. Cành thứ hai, cành đầu tiên đây, để đây hôm nào sống mang vào trong nhà. Ừ, cứ vứt đây. Nhưng mà để trong nhà nó hỏng, không lừa mình lừa. Lúc nó nở thôi, để mới. Đây nhá cành, đây nhá cây đầu tiên, cành đầu tiên nhá. Cành đầu tiên đằng sau đúng không? Cành thứ hai cậu để đằng trước. Cành thứ ba đằng sau, cành thứ tư đằng trước, và đây là ngọn. Như vì gà nó phải dài ra mới đẹp cơ. Còn đây bởi vì cây nó quá bé cho nên cậu không để cành bỡ, không không để cành đinh, nhưng mà lại trên nó lại che kín hết rồi, đúng không? Thì gần như là cây giống như là cây bông thế cổ, như thực tế nó là có lắm. Ở trong thùng lại mỡ mỡ lại lấy đi lấy cho chú ấy. Mỡ bảo trường mà mỡ hay là dầu mỡ mỡ hãy xuống sao chú trường lấy cái gì thì xong cành thứ hai, cành thứ hai đi cậu lại cho lại đằng trước đây đây, phải không? Tương tự như vậy. Còn cái điểm lắc thì mình nên để nó lắc, đừng để nó phẳng lì lì đây. Cho anh Phú cái nhược điểm là nó phẳng lì lì. Đây phải cho lắc cái đây. Lắc lung tung cả. Kéo nhá. Đấy, nó lắc bằng nhằn cả. Ngược quả là đẹp rồi. Đây đấy, đấy nó lắc. Đó. Cây là cây mini, cây nhỏ mà. Cái này đang ra hoa rồi. Đang ra hoa đây. Vặn lên. Ôi thế cái thân này là cũng thân của nó. Chiều mai chú thủy nguyên bản. Đúng rồi. Đấy cái chú thủy nguyên bản. Còn trên ngọn cậu cũng để y như một cái cành như đấy, cũng như một cây đây, cũng có tất cả các một cành, hai cành, ba cành như đây. Đấy, đẹp. Cây cậu ở nền cũng chi tiết từng răm một, từng lá một, từng bông, từng cái gì nhỉ? Từng cái thòn con rồi đấy. Đấy. Nhưng nhược điểm cây này là cành này bé quá. Bây giờ phải nuôi một cái cành, một cành mồi nào đó to. Phải nuôi cành phóng, nó mới to được. Thì mua một cành phóng ra. Bây giờ nhấc cái này anh thả xuống đất tầm độ nửa năm phát là phóng. Nhưng nó lại hỏng hết cái này. Không, những cái đấy cứ cắt ra. Thôi đi cắt ra bây giờ không thể đấy được, xong nuôi một cành. Nuôi một cành thật to rồi. Cái này nó phải bằng chữ cái cơ. Nó phải bằng 1/3. Nó phải to hơn cành trên. Chứ nó phải to hơn cành trên mà nó cái này phải bằng 1/3 của thân. 1/3 của thân. Phải to nữa nhưng thôi. Đấy. Còn chậu này chậu quá cạn rồi, chậu này cạn quá hơn là như thế được rồi. Chậu bao nhiêu năm trời vẫn đây mà. Cái đây là cậu để cân đối đây. Thứ nhất cái cành đầu tiên này bên phải này, cành trai bên trái, cành thứ ba là cành đằng sau là tạo gì nhỉ, tạo phông. Và thứ tư đằng trước và trên đỉnh ngọn, đỉnh ngọn cậu làm y như một cái thân nhá, cũng đủ bốn hướng. Đấy. Được chưa? Sau mang cái nghiến kia lên. Cái nghiến này làm cho cái nghiến này xem nào. Mấy hôm nữa nở là thơm đấy. Nở rồi. Mới có bắt nhà Vinh. Đây cây nghiến thì cậu làm kiểu khác. Cây này thực tế là rất là để một cành ở đây. Kịch từ nó phải cho lại đây cơ nhất vẹo. Để một cành đây thì đẹp quá nhưng mà cắt đi mất rồi. À, cành này thì cậu làm theo kiểu như là cành thứ hai lại không đằng sau, cành thứ ba mới ở bên đây này, đấy bốn cành một ngọn, một bông ở đây. Cành này nó phải lật trên bên này tít tít thôi nhưng mà nó lại bẻ cành ra nó mọc cực kệ đó, đấy. Đây mất một cành, đúng để cành đấy thì được, nhưng thôi kệ đó. Nếu để cành này thì cành thứ ba và chỉ thế là đủ rồi. Một cành, hai cành, ba cành vào đây này thế thôi, nhưng mà nó không có thì cậu cho lên trên. Từ khi còn bé ấy bị bấm đi rồi thì kệ đó. Còn cành này nó không phải là một cành đâu, đây là một cái cành nhỏ của nó. Đây bị gà nó làm gãy, gà làm gãy thì gãy lại mấy lần rồi nên cậu phải bẻ gập bên này lại. Đây nó là cái cành lại đẹp đấy, bẻ gập đấy đẹp đấy, như thế thôi. 7 năm rồi đấy, 7 năm bây giờ. Thì cái cây rừng nghiến lập đều 7 năm hết chứ. Đây đá lò. Đá cậu khoét à? Cậu khoét, cậu dùng máy cắt cậu khoét. Đấy, để hai mấy cây đây nhá. Vâng. Cái này nếu muốn nó thôi cứ để trong dâm được thì phải phun nước thường xuyên thì nó bay mất. Để nhà cậu với gà nó bới ra, hôm nọ cậu lên rêu ấy. Đá lên cái cây ấy. Rồi, ok, xong rồi. Thì xem anh em làm cái. Được, hai cây. Anh em cũng sợ đó. Không, để đây bày cho nó không khí thế. Bày cho nó khí thế.
Ây da, cây được chủ nhân bây giờ ai rồi đấy? À, bác ơi, chủ nhân bây giờ là ai rồi? À vẫn, cái tưởng là ai lấy? Chưa giao lưu hả? Cây làm mấy thân đây sao nào? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, à 9 thân. Kiểu thế đồng cư đấy. Kiểu thế đồng cư. Kiểu thế đứng đất nào đạt. Quần gọi là dáng rừng. Hơi cành to, ý là mọi người làm cành chính ấy, thân chính ấy. Anh nhưng mà lưu ý anh em nhé, chỗ này nhá, nó là cùng một gốc thì chỉ có bố mẹ, à bố con, mẹ con chứ không có vợ chồng đâu nhá. Ai nói vợ chồng là không hiểu đâu. Kể cả nhiều trang nhiều người viết vẫn là vợ chồng thế hóa là một gốc thì hóa là huyết thống à? Cho nên hôn nhân cận huyết thống. Cùng một gốc thì chỉ có bố con, mẹ con, anh em, chị em. Còn cùng một gốc không đặt tên là vợ chồng. Mà khi hai cây trồng ngoài thì mới là vợ chồng. Ví dụ hai cây con một cây bé thì gọi là hai cây to một cây bé gọi là phu phụ tử chẳng hạn. Đây còn là cây quần gọi là cây quần thụ thôi, gọi 9 cây. Cây làm chưa? Xong rồi. Xong rồi, của Phú phải không? Cây này nó được rất nhiều người nhân bán. À cái cây hôm nay. Ôi cây làm đẹp thế nhỉ? Lúc lọc đẹp ghê. Cây này mà hôm qua đi đào đi em đéo thảo. Không đào này đào. Đang mệt. Thế cây kia chung gì làm gì chưa? Dễ đào nhỉ, cây này anh cọc. Tiểu sơ dạ, à cắt cái ngọn đua ra dạ. Cắt cành đua ra hả? Cắt vào một tí thôi nhưng mà quay mắt con này nó có mầm. Bẹ nhỉ. À ừ đấy lên đó. Rồi rồi. Cắt kiểu gì nhỉ? Cây vừa đang nghiên cứu bài này. Cái này giống cây nghiến của mình nhỉ? Cái này chắc cắt đoạn kia. Cây nghiến á? Cây gốc cây của ông này. Cây gốc. Cây gốc của mẹ to hơn. Đây cắt đâu bạn Hùng một chung ra chia sẻ. Đứng ra. Còn chưa ấy à? Còn một cây nữa. Ngon. Từ từ cứ xem thế nào. Mà để bè dài như thế chả hay được. Dài là mình có chậu gì vào được. Chậu. Cái này cũng phải cắt đi. Bên này cắt. Cái đấy thôi. Ừ, bên kia cắt kiện đến. Đấy, lên sát đây này. Cắt vào nó cái hình nhật của nó mình. Wow. Em không cần cắt lắm. Điện phải không? Bây giờ người ta hay chơi theo kiểu thế. Cắt cả bên kia nó lúa. Thế cầu ớ nó lúa thôi mà. Xem vừa được chậu 70 chưa? Đây là chậu 70. Đây là chậu 80. 80 to lắm, 80 cũng ngang của nó to. Ui to lắm nhỉ. Cây kia đẹp hết nhỉ? Cây nướng thịt đây. Cây nướng thịt đó. Không đặt cái cây nướng thịt. Cây chỗ nướng thịt. Thế hôm nay là Hùng với Dũng mang về đúng không? À Hùng với gì nhỉ? Hùng mới Hiếu, à Hữu mang về đúng không? Còn tài đã ở đây hết đúng không? Hùng mới, của Hữu đây. Hữu mang về thôi. Dập rồi. Để bố thông cái này lại, bố cắt xong cái này cho chúng mình đấy nhá. Bán mỗi cành đấy thôi đi bà. Ai đau rồi đó. À Sơn mấy trường mấy bếp bắc ở dưới nấu ăn à? Nghe ăn suốt ngày nhỉ? Sơn vợ chắc vẫn đi làm. Giờ tao sẵn công ty hết rồi. Đi về.
Vậy này chỉ lên sau này tắm hoa. Nhưng mà sau này lên thổi, thử bước ra thổi đi. Nhưng cái bãi cho này nhìn cũng hay phết đấy. Nó thơm. Nó thơm hết, nó lúa. Không. Ghép vào mai xong là thành cây chữ xò đấy mà. Cái này cạn nhà hàng, cắt nhiều. Thế đấy cạn này em để cho nó chậu, nó không gầy chậu. Nó gầy so với chậu ấy. Thế cái kỵ bên này thôi gì? Sao lên đi. Sao mới tính? Bây giờ cắt nó chảy máu, chảy nhựa ra. Chảy nhựa gì không? Xong đúng không? Sao nào? Xong hết rồi nhờ? Nhưng mà thôi, cái này đi đưa lên mới cắt. Khá nhiều nhờ? Thôi để bốn đi giờ. Cái này tạm thời như vậy. Ông kèm nhá. Không có lên được. Ôi sao cái thân nó lại đúng giữa nhỉ? Nó lạch lạch bên cho đúng giữa. Đúng tâm. Thôi mình dừng đây nhỉ. Xong hết rồi. Bây giờ đợi ăn cháo.